Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Tiên Flower, cuộc sống là đam mê. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bó hoa ba bông. Nguyên liệu mình dùng đấy là một tờ vân đá, một tờ vân vân này, nó có họa tiết này, một tờ giấy màu xanh. Tờ vân này các bạn cắt đôi ra xong này. Sau đấy chúng ta cắt ra làm bốn. Chúng ta cắt ra làm đôi. Mình sử dụng một cái lơ có sẵn dây kẽm. Và này chúng ta cắt ra làm đôi. Một lửa thì chúng ta sẽ cắt ra làm 2/3 nhé. Bột chắc vào nhé.